Vấn đề này thì không ai có nhiều kinh nghiệm bằng thầy Trần Anh Tuấn, giám đốc chương trình dự báo nguồn nhân lực. Và sau đây xin mời thầy Tuấn có thể trả lời những câu hỏi mà của các bạn học sinh gửi về cho chương trình. Trước tiên thì cho phép Quốc Thuận gửi đến thầy một câu hỏi của một bạn học sinh, đó chính là: thưa thầy, mong thầy có thể cho biết về bức tranh tổng thể về nhu cầu nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng trong những năm sắp tới. Và xin trân trọng kính mời thầy Tuấn. Khó em. Vâng. Xin chào quý phụ huynh, các em học sinh đang theo dõi chương trình của Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ kết hợp với lại Hướng nghiệp Giáo quay về kết nối chuyên gia. Để trả lời câu của nghệ sĩ Quốc Thuận vừa mới hỏi, tôi muốn nhắc lại cái bản viết của tiến sĩ Tôn Nha đã trình bày. Trong đó có để chọn nghề của xã hội cần sở thích và năng lực. Thật ra chúng ta tưởng rằng chúng ta tách rời ba cái này ra từng mảng thì chúng ta nghĩ vậy nó không đúng. Bởi vì trong từng mảng này nó đều kết cấu lại theo một cái hệ thống. Và đúng như tiến sĩ Tôn Nha cần đã nói, ví dụ như xã hội cần, các bạn đã nghe tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban tái sinh diễn đại quốc gia, nói một điều hết sức quan trọng, đó là chúng ta cần học tập tốt và chúng ta phải bước vào kỳ thi phổ thông đạt một kết quả tốt nhất để chúng ta có thể bước vào điều kiện nhân lực, và sau đó chúng ta sẽ lựa chọn con đường đại học. Trong đó thì tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai nhắn nhủ nhiều về đại học, và trong đó là cố gắng làm sao để chúng ta đậu đại học cũng là một vấn đề của nguồn nhân lực. Sở thích năng lực thì tôi sẽ nói xen vào. Vậy thì trong cái xã hội cần này nó có bao gồm cái nhu cầu nhân lực. Và cái nhu cầu nhân lực thì các bạn hay thường hiểu rằng là ngành nghề nào có nhu cầu nhiều nhân lực, ngành nghề nào lương cao, ngành nghề nào hot, ngành nghề nào là ngồi nhà cao cửa rộng, ngành nghề nào dễ giàu có và ngành nghề nào nể phục. Điều đó không còn phù hợp trong cái thị trường động hiện nay. Tất cả những điều đó nó phải làm một sự phù hợp thị trường động hiện nay của quốc gia, và trong đó có thành phố Cần Thơ mà chúng ta đang ngồi tại đây của ngày hôm nay. Trước tiên có hai đặc trưng của thị trường nhân lực mà chúng ta phải chú ý. Một là thị trường lao động của quốc gia chúng ta đã kết hợp cùng với lại nền kinh tế trong quá trình hội nhập, và trong đó thị trường lao động hội nhập tạo một thị trường lao động tự do di chuyển. Hiện nay có quan điểm là nên làm việc tại nhà, nên làm việc tại địa phương không đi đâu cả, hoặc là quan điểm phải đi khắp nơi. Cái đó là tùy theo các bạn chọn lựa, hoàn toàn phù hợp. Và cha mẹ cũng đang bắt đầu mở cửa cho các con để các con di chuyển, chỉ có điều các bạn chọn thế nào cho nó phù hợp. Cái thứ hai là chúng ta có muốn thay đổi thế nào nữa thì bắt buộc chúng ta phải hòa nhập cùng thế giới, tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mà trong đó đặc trưng là dạng vật kết nối, dữ liệu lớn và robot. Vậy thì vấn đề đặt ra của chúng ta là chúng ta phải chú trọng hai cái đặc trưng này để chúng ta hình thành cái nhân lực phù hợp. Có em lại hỏi tôi rằng là bây giờ đại dịch Covid đang phá tan nhiều ngành nghề, phải không, và làm cho thất nghiệp. Điều này nếu các em chú ý kỹ nó lại càng làm cho quan trọng hơn của hai cái đặc trưng trên. Thì trong đó là chúng ta sẽ phải chú ý để làm sao chúng ta trở thành một nguồn nhân lực phù hợp. Bởi vì đại dịch Covid chắc chắn rồi sẽ đi qua, những ngành nghề có thể hôm nay gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ bắt đầu phát triển và đòi hỏi thu hút nguồn nhân lực. Và trong đó vẫn bắt buộc sự thay đổi về những ngành nghề mà sẽ mất đi nhưng đồng thời sẽ tạo ra những ngành nghề mới. Vậy thì quốc gia chúng ta đang cần rất nhiều nguồn nhân lực có chất lượng cao, có nghề nghiệp, có chuyên môn và phải có tính hội nhập quốc tế. Đây là điều bắt buộc. Hội nhập quốc tế không phải là chúng ta đi làm việc ở nước ngoài, mà chúng ta ngồi tại Việt Nam chúng ta mới có đủ yếu tố để trở thành một nhân lực quốc tế. Xin thầy cho biết giữa việc học trung cấp, cao đẳng, đại học thì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp có sự khác biệt hay là không? Em nghe nói xã hội vẫn rất cần nhân lực chất lượng cao. Vậy trong quá trình học đại học và cao đẳng, người học cần phải chú ý rèn luyện những gì? Kiến thức, kỹ năng hay là thái độ? Mà xin mời thầy Tuấn trả lời câu hỏi của em. Anh Tuấn. Xin chào em Tuấn Anh. Trong cái phần tôi trả lời lúc nãy thì tôi cũng đã gần như bao quát cái vấn đề về cái cơ cấu của nguồn nhân lực. Và tôi có nói là cái giá trị của đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, mỗi cái cấp bậc nó chiếm một cái thị phần và mỗi em sẽ phù hợp với một cái cấp bậc. Quan trọng là chúng ta lựa chọn như thế nào cho đúng ngành nghề. Cái sự khác nhau giữa đại học, cao đẳng và trung cấp và sơ cấp nghề có thể thấy rõ thế này. Thứ nhất là cái bậc đại học là một cái bậc hết sức là quan trọng, và trong cái sự phát triển của quốc gia nó được gọi là nguồn nhân lực có trình độ cao và đang rất cần cho nhu cầu nhân lực. Chúng ta hay thường nói là đại học học hay thất nghiệp,
Nhưng chúng ta không phải thấy rõ là chúng ta đang thiếu rất nhiều nhân lực đại học. Bởi vì lực lượng đại học là một cái lực lượng được đào tạo theo kiến thức hàn lâm và có khả năng nghiên cứu, đồng thời có thể tự độc lập và đồng thời phát triển cái công việc của mình, tương tác với xã hội và tạo ra những cái vị trí việc làm hết sức là quan trọng. Chứ không phải học đại học là sẽ có thu nhập cao hay là lương cao hay là các vị trí cao. Điều đó là đúng, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong cái quá trình phát triển của người đại học. Và như vậy thì cái thời lượng học đại học trung bình là 4 năm và 5 năm, 6 năm đối với những ngành khác, ví dụ như ngành dược, ngành y. Đó là cái tổng quát chung là như vậy. Và các bậc học, nếu kỹ thuật thì gọi là kỹ sư, và những bậc khác như khoa học xã hội, kinh tế thì gọi là cử nhân. Cái bậc cao đẳng lúc nãy tôi cũng có nói là một bậc được xếp hàng chung với lại đại học, gọi là nhân lực có trình độ cao. Nhưng cái bậc này nó sẽ chú trọng nhiều ở cái vấn đề năng lực thực hành và đi vào cái kỹ năng thực hành, cho nên mới tốt nghiệp được gọi là kỹ sư thực hành hay là cử nhân thực hành. Và thời lượng học là 3 năm và 2 năm rưỡi, và có những trường rút gọn lại 2 năm. Còn bậc trung cấp là những kỹ thuật viên thừa hành trong một công đoạn công việc, và cũng có một tính chủ động, nhưng giai đoạn học của họ ngắn hơn và họ thể tham gia vào thị trường lao động. Như vậy là mỗi bậc đều có một cái vị trí trong xã hội và chiếm một cái tỷ lệ nhất định. Còn sơ cấp nghề là cái tính phổ cập cao, và cái không nghề nghiệp thì gần như sẽ bị triệt tiêu trong cái giai đoạn sắp tới. Và cái nhu cầu nhân lực nó chiếm đều trong ba cấp. Và trong đó thì hiện nay thì chúng ta đang thấy cái bậc cao đẳng và cái bậc trung cấp chiếm khá đông hơn so với đại học, nhưng từng từ bước chuyển đổi theo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi đi tư vấn nhiều lần, nhiều trường đại học các em cũng hay hỏi là các thầy đại học thì nói là nên học đại học thì mới có tương lai tươi sáng. Còn các thầy cao đẳng thì bảo đừng học đại học thì thất nghiệp. Các thầy trung cấp thì đừng học đại học với cao đẳng thì thất nghiệp. Các em mới nói tung lên. Vậy thì các em nên hiểu mỗi cấp bậc nó có một giá trị và các em phải lựa chọn. Tôi cũng muốn trả lời một câu hỏi này mà lúc nãy tôi có thấy trên câu hỏi được giúp quay chuyển đến với tôi. Đó là trong cái nguồn nhân lực sắp tới, có hai cái nhóm ngành mà các bạn đang quan tâm. Đó là cái nhóm ngành y và nhóm ngành du lịch. Cái nhóm ngành y là một cái nhóm ngành mà thật sự chúng ta thấy luôn luôn cần thiết trong xã hội, chứ không phải chỉ do đại dịch Covid mà cần. Và đây là một nhóm ngành hội nhập trong cái thời kỳ cách mạng, trong khối công nghiệp ASEAN, và chúng ta đang di chuyển. Và ngành y hôm nay thì chúng ta có những trường đào tạo đang tham gia cùng những chương trình như Đại học Nam Cần Thơ, thấy không? Đại học Quốc tế Hồng Bàng là những cái ngành và song hành cùng với Đại học Cần Thơ của thành phố Cần Thơ của chúng ta, và có Đại học Y Dược của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những trường mà em có thể tham khảo. Và ngành y đang chuyển đổi theo một cái hướng vừa phải chăm sóc, vừa phải là chữa bệnh, và đang phát triển trong khu vực sắp tới. Và có một bạn đặt câu hỏi về kỳ thi đánh giá năng lực. Đây là một câu hỏi của bạn Trần Trung Kiên, trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước. Bộ Giáo dục cho 3 lần điều chỉnh nguyện vọng. Vậy 3 lần điều chỉnh này chỉ dùng để thay đổi thứ tự nguyện vọng hay là có thể thêm bớt nguyện vọng? Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe. Và chắc có lẽ là câu hỏi này xin mời cô Mai. Cô Mai có thể giải đáp để cho bạn Trung Kiên có thể biết được ạ. Cảm ơn Quốc Thuận. Thì cảm ơn câu hỏi của Trần Trung Kiên. Thì trước khi bắt đầu thì cô cũng muốn các thí sinh đang theo dõi thì chúng ta quay trở lại cái tam giác chọn ngành nghề. Thì đến giai đoạn của cô thì cô muốn chỉ chúng ta là cái phần năng lực trong cái việc này là hết sức quan trọng. Và năng lực ở đây cô nhấn mạnh đó là dựa trên cái điểm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì quay trở lại cái câu hỏi của em vừa hỏi thì thứ nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các em được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tùy theo cái kết quả thi liên quan đến tổ hợp xét tuyển thì các em quyết định là nên thay đổi nguyện vọng hay không. Các em được quyền tăng số lượng nguyện vọng hoặc giữ nguyên số lượng nguyện vọng. Việc thay đổi nguyện vọng bằng cách là thay ngành học, thay đổi tổ hợp xét tuyển hoặc là thay đổi cái ngành đó ở một cái trường khác để các em tăng cái cơ hội trúng tuyển đối với các ngành học mà các em đã lựa chọn. Vậy thì quay trở lại câu hỏi của em, nếu như các em thay đổi mà số lượng tăng thêm thì các em phải làm như thế nào? Thì ở đây cô chia sẻ các em sẽ qua, tạm thời các em qua 4 bước như sau. Thứ nhất, các em sẽ phải khai trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng, điều chỉnh bổ sung nguyện vọng. Cái thứ hai, các em đến nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và bổ sung cái nguyện vọng, bổ sung cái kinh phí cho cái nguyện vọng tăng thêm đó. Cái thứ ba thì cán bộ tại cái điểm thu nhận hồ sơ này sẽ nhận và cập nhật thông tin của các em trên cổng thông tin
Và khi cập nhật xong thì tới bước thứ tư là tới là các em phải làm tới cái công đoạn là điều chỉnh nguyện vọng trên trực tuyến. Thì bằng cách nào? Các em dùng tài khoản và mật khẩu cá nhân được cấp để thực hiện cái việc điều chỉnh lúc bấy giờ. Ví dụ như lúc trước á, các em chỉ có 5 nguyện vọng thì lúc bấy giờ các em mới điều chỉnh nguyện vọng lên được thành 6, 7, 8 gì đó. Còn nếu như các em không thực hiện bước 1, bước 2 và bước 3 cán bộ thu nhận chưa làm thì các em lên trực tuyến các em chỉ điều chỉnh được số lượng nguyện vọng không thay đổi. Thì như vậy tóm lại là năm nay các em được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng trực tuyến. Nếu như số lượng nguyện vọng không thay đổi thì các em điều chỉnh thẳng. Còn nếu như số lượng nguyện vọng thay đổi thì các em phải qua 4 bước và trong đó bước 1, bước 2, bước 4 là thao tác do chính các em làm. Và tóm lại để chắc ăn thì các em suy nghĩ trước và chúng ta lấy cái phiếu điều chỉnh nguyện vọng bằng giấy, chúng ta ghi nháp ra xem là số lượng nguyện vọng mình có tăng hay là không tăng. Nếu không tăng thì chúng ta làm, còn nếu tăng thì chúng ta làm theo các cái bước mà cô hướng dẫn. Chứ còn nếu chúng ta tăng nguyện vọng mà chúng ta đi thẳng vào cái hệ thống quản lý thi, dùng tài khoản của mình để các em điều chỉnh thì chắc chắn các em không được tăng thêm số lượng nguyện vọng. Nhớ giúp giùm cho cô nha. Hy vọng cô các em sẽ tận dụng được cái cơ hội này. Xin cảm ơn những chỉ dẫn của cô Mai và hy vọng là bạn sẽ rất là hài lòng với những chia sẻ của cô. Và anh Quốc Thượng nhắc lại nghe, nếu mà bạn nào nghe chưa kịp hoặc là bị lỡ mà không xem được buổi livestream này mà muốn biết được những chia sẻ của các chuyên gia tâm lý hay là của các chuyên gia giáo dục hay là của các thầy cô thì các bạn có thể xem lại buổi livestream này và chúng ta sẽ học được rất là nhiều những cái chia sẻ của quý thầy cô cũng như là các chuyên gia. Và bây giờ thì Quốc Thượng vừa nhận được một câu hỏi của một bạn, đó chính là bạn Thanh Hùng, trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Câu hỏi như sau: em có ước mơ du học, muốn trở thành một doanh nhân toàn cầu và hội nhập trong tương lai. Nhưng vì đại dịch Covid em không thể ra nước ngoài. Dạ, em xin thầy Trần Anh Tuấn tư vấn giúp em ạ. Thầy Tuấn ơi, thầy Tuấn giúp giùm cho em đó, thầy Tuấn ơi. Cảm ơn anh Quốc Thượng. Chào em Thanh Hùng ở trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Cái câu hỏi này tôi rất là thích thú và tôi đã trả lời một phần hồi nãy. Và trong đó tôi cũng đã giới thiệu về trường cao đẳng khách sạn du lịch quốc tế em Biro, là một trường của Anh Quốc. Và như vậy thì ước mơ của em để trở thành một doanh nhân mà lại doanh nhân toàn cầu. Thì tôi đã nói rồi, thời kỳ mấy em là thời kỳ của công dân toàn cầu. Và như vậy mấy em sẽ trở thành lao động của toàn cầu. Và trong đó nếu ai khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thì là doanh nhân. Và tất nhiên để trở thành một doanh nhân toàn cầu thì phải có những cái yếu tố nhất định. Và để trở thành doanh nhân toàn cầu, tôi muốn nói đầu tiên là cũng không phải đi du học là hoàn toàn mới có thể trở thành doanh nhân toàn cầu. Mà em vẫn có thể học những trường trong nước, trong hệ thống công lập, tư thục và đặc biệt những cái trường quốc tế. Và như vậy thì ước mơ du học hiện nay đang có một sự chuyển đổi lớn trong hệ thống suy nghĩ của phụ huynh và học sinh. Bởi vì quốc gia chúng ta, các trường đầu tư của nước ngoài vào đây đã mở các trường quốc tế tại Việt Nam rất nhiều. Và kể cả một số trường của hệ thống nhà nước cũng như tư thục cũng đang chuyển đổi theo cái hướng quốc tế hóa. Như vậy thì con đường của chúng ta nên mở rộng. Tất nhiên trong đó cái hệ thống du học nó vẫn có một cái đặc thù và ưu điểm của nó. Thì nãy chúng ta đã nói về cao đẳng, thì hôm nay chương trình của Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ và Hướng nghiệp Lúc Quay lại có một cái hay cho tôi, rất dễ trả lời với bạn. Và trong đó cũng có nhiều bạn lại đang hỏi tôi, đọc trong này lại hỏi về một số nhóm ngành về quản trị kinh doanh, kinh tế rồi marketing, thì tôi cũng sẽ trả lời luôn. Thì chúng ta hôm nay hiện hữu cũng có trường Đại học Renwick, mà hồi nãy các bạn đã trả lời những cái cơ sở có mặt tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt tại Cần Thơ của chúng ta. Đây là một cái ngôi trường thực tế đã có mặt tại Việt Nam, nếu tôi nhớ không lầm, cũng đã gần 15 năm qua và đã hình thành một cái hệ thống chuỗi đào tạo rất có uy tín và đào tạo một nguồn nhân lực để cung ứng cho sự di chuyển lao động toàn cầu và đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Và là một ngôi trường hết sức đặc biệt. Nếu các bạn có dịp tìm hiểu Đại học Renwick ở Anh Quốc, đó là một đại học rất cổ kính và rất đẹp. Và trong chương trình đại học của Renwick thì hôm nay cũng có thầy Tăng là lãnh đạo của hệ thống quản lý của trường Đại học Renwick, thì nếu cần thiết thì cho anh hỏi thêm. Thì chúng ta vẫn có cái sự vừa học tập tại đây, vừa một phần ở tại Đại học Renwick ở Anh Quốc. Và trường này đặc biệt là đang đào tạo một số ngành mà các bạn đang mong muốn, ví dụ như là ngành quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh đi theo hướng quốc tế hóa. Thứ hai là các nhóm ngành về công nghệ thông tin là ngành chủ lực trong toàn bộ cái sự nghiệp phát triển công nghiệp 4.0 và nguồn nhân lực. Cái thứ ba là các ngành thiết kế đồ họa. Đây là nhóm ngành ứng dụng gắn liền với lại thiết kế truyền thông và các bạn gắn liền với lại các nhóm ngành tổ chức sự kiện.
Trường cũng đào tạo nhóm ngành marketing và trường cũng đào tạo các nhóm ngành về quản trị truyền thông. Nói chung là một nhóm ngành trong lĩnh vực kinh tế và truyền thông là một nhóm chủ lực trong cái thời kỳ phát triển công nghiệp 4.0. Và trường này thì đúng như các bạn trả lời hồi nãy, đây là một trường đào tạo học tại Việt Nam nhưng lấy bằng cấp quốc tế, cụ thể là bằng cấp của Anh Quốc. Mà xin báo các bạn, Anh Quốc là một cường quốc và trong đó giáo dục được xếp vào loại bậc hàng đầu của thế giới. Và đi học Anh Quốc là một điều kiện đi du học không thể đơn giản, không đơn giản, cũng phải đòi hỏi những tiêu chuẩn hết sức rất cao về vấn đề kỹ năng, về vấn đề kỷ luật và kể cả trình độ ngoại ngữ và Anh ngữ. Và một cái chương trình học tập rất là bắt buộc, thấy không? Rất là rõ ràng, cụ thể, và bằng cấp của Anh Quốc có thể nói là bằng cấp của toàn cầu, bằng cấp của toàn cầu. Như vậy là, và nhiều em ước mơ Anh Quốc không thể di chuyển được. Thời của chúng tôi, Anh Quốc gần như là một mơ ước mà chi phí rất cao. Bây giờ là các sự di chuyển vào Việt Nam, trong đó có trường cao đẳng khách sạn du lịch quốc tế Imperial, rồi bây giờ trường đại học Greenwich, đó là những điều kiện. Và tất nhiên còn một số trường nữa, như hôm nay là có mặt hai trường, và hai trường cũng thương hiệu uy tín, và trong đó có đại học Greenwich, với những ngành nghề mà hoàn toàn phù hợp, thì mong rằng các em sẽ cố gắng chú ý. Và tôi xin nhắc lại, đại học Greenwich có nhiều cơ sở như các em trả lời, nhưng trong đó rất đặc biệt là có mặt tại thành phố Cần Thơ. Còn đại học khách sạn, đại học cao đẳng khách sạn du lịch quốc tế Imperial thì đang muốn mở thị phần để tại Cần Thơ. Thì như vậy là những cái cơ hội để chúng ta vươn lên, và thành phố Cần Thơ chúng ta là một thành phố chủ lực trong đồng bằng sông Cửu Long và đang có nhu cầu nhân lực thu hút rất lớn để phối hợp cùng với lại vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và 9 tỉnh của Đông Nam Bộ, để tạo thành một nguồn lực thúc đẩy quốc gia sắp tới. Thì như vậy với cái nguyện vọng đó thì rất là các em có thể hoàn thành. Và tôi xin nói lại, các chương trình quốc tế Việt Nam đất bắt buộc phải chuyển đổi, và trong đó những chương trình du học tại chỗ đang trở thành một lực hấp dẫn. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu hỏi dành cho tiến sĩ Nguyễn Phúc Tăng. Dạ, câu hỏi như sau: thưa thầy Phúc Tăng, nhiều em học sinh và phụ huynh lo lắng trước tình hình đại dịch Covid còn rất phức tạp, liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch ôn tập cũng như tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em học sinh lớp 12 không? Thầy có lời khuyên nào dành cho các em học sinh trước kỳ thi quan trọng sắp tới? À, xin trân trọng kính mời thầy Phúc Tăng. Xin cảm ơn MC. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã lường trước được cái tình hình diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nên ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, kế hoạch ôn tập. Cho các em học sinh lớp 12 theo hai hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với một tỷ lệ phù hợp, nó tùy thuộc theo cái điều kiện của từng trường cũng như là diễn biến của dịch bệnh. Và tính đến thời điểm hiện tại thì cũng báo với phụ huynh yên tâm là tất cả các trường trung học phổ thông của thành phố Cần Thơ cũng đã hoàn thành kế hoạch dạy học đối với các em học sinh lớp 12, và hiện nay các trường đang tập trung vào công tác triển khai ôn tập cho các em học sinh để các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Và đó là tiền đề để các em có thể bước vào những cái trường nghề mà theo nguyện vọng của các em. Về lời khuyên cho các em học sinh thì đầu tiên thầy mong các em là chúng ta nghiêm túc tham gia các buổi ôn tập do nhà trường tổ chức. Chúng ta thực hiện đầy đủ các yêu cầu của các thầy cô đối với từng nội dung ôn tập. Và một cái điểm quan trọng là chúng ta cần nắm vững các nội dung quan trọng đã được gợi ý trong đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và cũng lưu ý các học sinh, là đặc biệt là các học sinh khá giỏi, chúng ta phải giải quyết tất cả các câu hỏi, tránh tình trạng là lúc đầu thì chúng ta tập trung vào xử lý các câu hỏi khó, và khi sắp hết giờ thì chúng ta mới cập rập, chúng ta giải quyết các câu còn lại, thì cái chắc chắn một điều là kết quả nó sẽ không như chúng ta mong muốn. Và cũng mong các em là chúng ta đừng quá lo lắng về kỳ thi, chúng ta tránh học dồn, học lệch trong giai đoạn nước rút. Và đặc biệt là chúng ta lưu ý cái việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân, chuẩn bị tâm lý thoải mái, yên tâm trước ngày thi. Và thầy mong các em chúng ta bố trí thời gian học tập
và thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý, tránh chỉ tập trung vào học mà chúng ta quên đi một cái hoạt động giải trí mà nó giúp chúng ta thư giãn để mà có thể học tập được tốt hơn, hiệu quả hơn. Và do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, thầy cũng mong các em phải chủ động bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh Covid-19 này, và đặc biệt là chúng ta thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Tay vững vàng, tâm bình tĩnh, trí tự tin, vượt vũ môn, quyết tâm tốt.